Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Sư ông Diệu Giác ở chùa Vĩnh Đức là người đã nuôi tôi khôn lớn. Cả cuộc đời của mình, tôi chỉ mong muốn được sống với mẹ hiền, sống bên mẹ những tháng ngày bình yên. Nhưng không kịp nữa rồi. Đã bao lâu rồi con không về mẹ nhỉ? Bên mẹ hóa thành thơ và định mệnh ai biết trước điều chi, cất bước đi khi lên mười lên chín, bước phố thị nên không hề bịn dịn. Sài Gòn ơi, số phận đổi thay chăng, Diệu Giác lặng thầm ươm mầm sứ sống, chờ che người cơ nhớ ven tình thương. Vĩnh Đức uy nghiêm như vạn lẽ thương, cho con hiểu nhân sinh và đạo hiếu, thêm yêu mẹ yêu quê hương ngọt ngào. Con miệt mài bên bóng tháp sư ông, thư pháp hồn nghiêng nét chữ rồng thiên, tại lòng thảo bút tợ hư không. Xuân lại đến, xuân đi, xuân lại đến, nghiệp thư đồ con trả vẫn chưa xong. Sài Gòn ơi, số phận đổi thay chăng, Diệu Giác lặng thầm ươm mầm sứ sống, chờ che người cứ nhớ ven tình thương. Vĩnh Đức uy nghiêm như vạn lẽ thương, cho con hiểu nhân sinh và đạo hiếu, thêm yêu mẹ yêu quê hương ngọt ngào. Con miệt mài bên bóng tháp sư ông, thư pháp hồn nghiêng nét chữ rồng thiên, tự tại lòng thảo bút tợ hư không. Xuân lại đến, xuân đi, xuân lại đến, nghiệp thư đồ con trả vẫn chưa xong. Vĩnh Đức uy nghiêm như vạn lẽ thương, cho con hiểu nhân sinh và đạo hiếu, thêm yêu mẹ yêu quê hương ngọt ngào. Con miệt mài bên bóng tháp sư ông, thư pháp hồn nghiêng nét chữ rồng thiên, tự tại lòng thảo bút tợ hư không. Xuân lại đến, xuân đi, xuân lại đến, nghiệp thư đồ con trả vẫn chưa xong. Nghiệp thư đồ con trả vẫn chưa xong.